không có bộ ngành nào có kết quả chỉ số cải cách hành chính dưới 70%. Giá trị trung bình chỉ số cải cách hành chính của các tỉnh, thành phố tăng 3,08% so với năm 2016. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017 do Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ tổ chức ngày 2 tháng 5 tại Hà Nội. Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 là sự kết hợp giữa tự đánh giá của các bộ, tỉnh, thành phố và thông qua điều tra xã hội học có quy mô hơn 18.300 cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý và gần 34.000 người dân. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh là hai đơn vị dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính. Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2017 cho thấy gần 81% người được hỏi hài lòng với sự phục vụ hành chính nói chung. Tuy nhiên, gần 3,4% số người được hỏi khẳng định công chức gây phiền hà, sách nhiễu trong quá trình giải quyết công việc. Gần 2% cho rằng công chức gợi ý người dân, tổ chức nộp thêm tiền ngoài phí, lệ phí theo quy định.